Ok và hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Poi đây. Ok. Thì ok, thì tập này mình sẽ xây cái nhà nha các bạn ơi. Đấy, thì trong thời gian giữa hai tập á, mình đã có tìm, mình đã tới một cái rừng gỗ như này các bạn. Đấy, mình sẽ tìm được gỗ của cây băng sam nha các bạn ơi, và mình chặt một ít đá với mình đào được một ít tiết các bạn ơi. Đấy, và cây mía nữa các bạn. Đấy, thì trong tập này mình sẽ cố gắng xây một cái nhà nha các bạn. Đấy, mình sẽ xây luôn ở bên đây luôn các bạn ơi, cái nhà nhỏ thôi các bạn. Đấy, mình xây luôn bên đây. Trong thời gian hai tập mình đã chuẩn bị mọi thứ rồi để cho đỡ tốn thời gian các bạn ấy. Rồi thì mình nghĩ là mình sẽ xây ở trên đây luôn các bạn ơi, trên đây đi. Hay là dưới đây này các bạn. Đấy, để xây dưới đây nha các bạn ơi. Đấy, thì mình sẽ lên nung đá đi các bạn ơi. Thì cái nhà này á, mình đang cần, mình sẽ cần làm đá sẽ được nung lên. Mình sẽ nung một đá nha các bạn. Để mình lấy than các bạn ơi. À, trong thời gian thứ hai tập á, mình đã có đi qua cái rừng ở quán các bạn ơi, và tìm được một ít mía nè các bạn. Đấy, và được một ít bông tiết nha các bạn. Thì để cho tập sau mình sẽ làm người tiết và trồng mía các bạn. Đấy, mình sẽ nung cái đá này các bạn ơi. Thì trong cái thời gian mình nung đá, mình sẽ làm cái khuôn nhà như trước nha các bạn. Đấy, mình sẽ xây ở dưới đây nha các bạn. Đấy, thì ở đây chắc là đồng bằng rộng lớn luôn, mình xây kế bên cái khu nhà này nha bạn, để có gì đổi đồ cho nó thuận tiện ấy. Đấy, mình sẽ, thì tập trước mình đã có nói là các bạn là comment cái nhà cho mình là có thể anh xây nhà lớn hay nhà nhỏ ấy. Thì mình quyết định là xây một cái nhà nhỏ nha các bạn, nhưng mà mình sẽ thay đổi kiến trúc nó tí cho đẹp hơn các bạn ơi. Ok, thì mình sẽ làm cái sảnh nha các bạn, mình sẽ làm cái sảnh để đào đất cho dễ hơn ấy. Ok, mình sẽ làm cái sảnh đá nha các bạn ơi. Đấy, đây là cái sảnh nha các bạn. Mình sẽ làm cái căn nhà cực kỳ nhỏ luôn các bạn ơi, 3x3 thôi các bạn ơi. Đấy, và mình sẽ lót gỗ bên dưới nha các bạn, thiếu một cục các bạn ơi. Thì đỡ mất thời gian các bạn, mình đã chuẩn bị trước rồi các bạn ơi. Thì mong là các bạn, thì ngày hôm qua là Giáng sinh các bạn ơi, thì mình chúc các bạn là một, có một đêm Giáng sinh thật vui nha các bạn ơi. Thì mình đăng cái bài lên á, thì có rất nhiều bạn chúc mình Giáng sinh luôn á. Thì rất cảm ơn các bạn nha, Merry Christmas các bạn luôn á các bạn ơi. Đấy, đấy thì mình sẽ làm cái căn nhà như thế này thôi các bạn ơi. Thì những cái lần sau mình sẽ cố gắng xây nhà bự hơn. Thì mình nghĩ tập đầu mình sẽ xây cái căn nhà như thế này là được, là ok các bạn ơi. Đấy, mình sẽ đặt đá các bạn. Đấy, thì ok các bạn ơi, thì mình nghĩ mình sẽ không đặt đá khúc này các bạn ơi, và mình sẽ chờ cái đá kia nung xong ấy. Mình quên các bạn, thì chắc là xin lỗi các bạn luôn, mình sẽ đập ra nha các bạn ơi. Đấy, mình sẽ đập cái này qua, đập cái này bỏ đi. Và mình đợi cái đá này nung xong các bạn ơi. Hello, mình sẽ đợi cái đá này nó nung xong các bạn, mình sẽ đặt. Đấy, mình sẽ làm đấy, mình sẽ làm cái đá cục ra nha các bạn. Đó, vừa đủ luôn các bạn ơi, vừa đủ 16 cục luôn các bạn ơi. Thì mình thấy á, cái cục đá này rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, cái cục đá rất là đẹp luôn, mình sẽ xây bằng cái cục này nha các bạn. Đấy các bạn. Đấy, thì mình sẽ làm cái cửa hướng về khu dân làng nha các bạn ơi. Thì có gì á, có gì lát thấy mình sẽ làm cái đường mòn á dẫn tới dân làng luôn nha các bạn. Đấy, và bây giờ mình sẽ đặt đá lên. Đấy, thì ok các bạn ơi, thì mình sẽ tiếp tục làm cái căn nhà này các bạn ơi.
thì hồi nãy mình có công việc ấy, giờ mình sẽ làm luôn cái căn nhà các bạn ơi. Đấy, mình xây như thế này nha các bạn. Đây là cái căn nhà. Đấy, và chỗ này mình sẽ đặt cái cửa sau nha các bạn ơi. Đấy, đặt cục gỗ vào. Thì đây là trước mắt thì như thế này nha các bạn. Giờ mình sẽ đặt những cái gỗ trên. Gỗ trên nha các bạn ơi. Thì cái nhà này mình cũng nghiên cứu khá là kỹ các bạn ơi. Mình sẽ đặt đây. Đấy, không phải các bạn ơi, mình sẽ đặt theo cái hướng như thế này nha các bạn. Đấy, kiểu nó sẽ như hướng nguyên thang trước như thế này các bạn ơi. À, tương tự với cái mặt còn lại nha các bạn. Đấy, và những mặt xung quanh này cũng như thế luôn các bạn ơi. Đấy, sẽ làm cái đoạn này nha các bạn ơi, để khá mất thời gian nha các bạn. Đấy, sẽ làm như vậy cho nó nhanh các bạn. Đấy, cái căn nhà này cũng rất là đơn giản nha các bạn. Các bạn có thể nhìn video của mình và học cách xây theo nha các bạn ơi. Wow, sẽ đặt cái này đi. Và họ đi cái phần đất nha các bạn. Cái phần này là chỉ phần thường nha các bạn ơi. Đó là cái phần đất này. Và mình nghĩ là mình sẽ làm những cái cầu thang đó các bạn ơi. Mình sẽ lên và làm một ít cầu thang nha các bạn. Ấy, thiếu một cục các bạn ơi. Sẽ làm luôn nha. Ấy, vừa đủ luôn các bạn ơi. Mình sẽ làm thêm nhé các bạn, mình sợ không đủ ấy. Sẽ làm thêm luôn. Ấy. Các bạn ơi, thì nãy cây mình hai cây mình trồng ấy, giờ nó lớn rồi các bạn ơi, thật là nhanh luôn các bạn. Wow, thì mặt trời sắp lặn rồi các bạn ơi. Mình cũng nghĩ là mình sẽ xây luôn. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện cái này nữa các bạn ơi. Thì mình sẽ làm tiếp cái căn nhà của mình các bạn ơi. Đấy, thì mình sẽ đặt lên những cái cục gỗ như thế này nha các bạn. Thì bên này cũng tương tự luôn nha các bạn ơi. Đấy. Đấy. Và mình sẽ leo lên nha. Đấy. Đấy. Và mình sẽ đặt như thế này nha các bạn. Các bạn cứ làm theo mình là sẽ được nha các bạn ơi. Bên đây đi. Đấy. Mình cứ làm theo mình nha các bạn ơi. Wow. Và nhặt thêm những cái phím nha. Đây, mình sẽ nối cái khúc này lại các bạn ơi. Đấy, không được các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ sai thế nào. Ủa. Ui, không được các bạn. Đấy, thì nó sẽ nối như này các bạn ơi. À, chỗ này bị sai các bạn. Đấy, thì nó xin được nối như thế này nha các bạn. Thì bốn mặt còn lại các bạn làm y chang nha. Đấy. Đấy. Mình sẽ wow. Đấy, thì mình các bạn cứ làm tương tự cho mình như thế này nha. Đấy. Và các bạn lót cái gỗ gỗ nào đi. Ít gỗ này nha các bạn. Đấy, lót như thế này. Và đặt cây gỗ này ở trên. Đấy, thì các bạn đã sắp hoàn thành được cái căn nhà rồi các bạn ơi. Và mình nghĩ là mình sẽ làm luôn cái bàn chế tạo ở trên đây đi các bạn. Mình lắc là lười nhảy xuống luôn các bạn ơi. Thì bạn nào thích cái căn nhà mình xây thì nên để lại, đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh cho mình nha. Đấy, thì cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Sẽ làm những cái miếng quán này đi. Đấy, được tầm 18 miếng luôn các bạn ơi. Mình sẽ đập đi cái bàn chế tạo này các bạn. Đấy. Đấy. Và bây giờ việc còn lại là các bạn sẽ xây thừa ra nha các bạn ơi. Thì các bạn cứ làm theo mình nha.
và mình sẽ tạo một ít cầu thang của gỗ của băng sam nha các bạn. Đấy. Đấy, khá là nhiều luôn các bạn ơi. Và các bạn làm theo mình nha. Đấy. Đấy. Như chỗ này bị lõi tí các bạn ơi. Đấy, và cứ xây như cái này luôn các bạn ơi. Đấy. Và là một cái cầu thang, một vòi lắp gỗ. Đấy, thì và đặt cái phím nha. Wow, ục mày hết đường nhảy qua các bạn ơi. Nào, chỉ đặt cái này đi và mình nhảy qua. Đấy, và bên đây nhiều và những cái mặt còn lại các bạn cũng làm tương tự nha. Đấy, và một cột gỗ và một cái bậc thang. Wow, và những mặt xung quanh thì các bạn cũng làm tương tự cho mình nha. Đấy. Đấy, các bạn cứ làm theo y chang mình là được. Đấy, mình nhảy lên nha các bạn. Và đặt cục gỗ ở đây. Ở đây nữa. Và những mặt bên đây cũng làm tương tự nha các bạn ơi. Còn một cái mặt bên đây nữa các bạn. Đấy. Đấy. Ok thì chúng ta đã sắp hoàn thành được cái căn nhà rồi các bạn ơi. Thì sơ sơ thì nó sẽ được như thế này nha các bạn. Đấy. Thì tạm tạm thì nó sẽ được như thế này. Và đặt mũi ấy vào đây. Đây cũng vậy luôn. Đấy. Và cả đây nữa. Đấy. Rồi. Và vị đậu cuối cùng là các bạn. Đấy. Đấy. Thì như thế này thôi nha các bạn, chắc là đơn giản luôn. Ồ, mình thiếu rồi các bạn ơi, mình làm thêm đây. Đấy thì các bạn có thể thấy là mình sẽ xây được cái căn nhà như thế này nha. Ồ, còn cái mặt trước nữa các bạn ơi. Mình đã thiếu rồi các bạn ơi, mình sẽ làm thêm nha. Tưởng đâu xong rồi chứ. Wow. Thì ok thì các bạn có thể thấy là cái căn nhà của mình như thế như nó thì như thế này nha các bạn. Và mình sẽ làm mặt kính ngay đây, nó sẽ làm cửa sổ ở đây nữa. Đấy. Và cái việc cuối cùng các bạn là chiếc trang trí xung quanh cái căn nhà nha các bạn ơi. Đấy, mình nghĩ là mình sẽ trang trí theo cái cách theo các bạn. Mình sẽ làm cái cửa sạch nha. Cửa sạch thì làm như thế nào các bạn ơi. Ê, mình nghĩ là mình sẽ làm luôn cái thùng ngủ phân nha các bạn. Tuyệt vời các bạn. Mình sẽ làm cái thùng ngủ phân đi. Ở thằng làm cửa sạch.
Đấy. Thì căn nhà, mặc dù căn nhà rất là nhỏ nhưng mà xây cũng hơi lâu các bạn ơi. Đấy, mình sẽ làm rồi. Mỗi thùng chỉ được, mình sẽ làm cỡ 4 cái thùng ủ, 5 cái thùng ủ phân nha các bạn ơi. 8 cái luôn đi, có thể để dư hơn luôn. Đấy, bất kỳ vậy. À ha, mình nhầm các bạn ơi, làm phần phím mới đúng các bạn ơi. Đấy, thì mình sẽ làm những cái thùng ủ phân. Đấy, mình sẽ làm thật nhiều luôn. Và mình nghĩ là mình sẽ đặt những thùng ủ phân ở đây. Ngay đây. Ngay đây, ngay đây. Ấy, nhầm các bạn ơi. Đấy, mình sẽ đặt như thế này thôi các bạn. Và mình nghĩ là mình sẽ làm một cái cây kéo để cắt những cái lá như này và đặt lên trên. Đó, mình nghĩ chắc thì rất là đẹp luôn. Cái kéo các bạn. Đấy, khi trong tập trước mình đã có tìm được ít sắt ấy, mình sẽ làm một cái kéo. Đây, mình làm một cái kéo các bạn. Thì ok, thì mình chỉ nghĩ là mình sẽ đi lấy một ít lá nha các bạn ơi. Đấy, thật là nhanh luôn các bạn ơi. Cái kéo đâu có tốc độ thiệt. Đây cắt cái cây chùi lũi luôn các bạn. Đấy, mình nghĩ như vậy là đủ rồi các bạn ơi, không cần nhiều lắm đâu. 53 cục luôn các bạn ơi. Không thể tin được là một cái cây này có thể là chứa rất là nhiều lá luôn các bạn. Wow. Thì mình nên là sẽ trang trí Giáng sinh ấy, nhưng mà thiệt mình quay clip quá trễ ấy, nên là Giáng sinh là đã trôi qua các bạn ơi. Mình sẽ đặt cái này lên cho các bạn. Đấy, các bạn thấy như thế nào? Và một cái cửa nha các bạn. Đấy, thì các bạn có thấy là cái căn nhà của mình rất xịn sò không? Tuyệt vời lên. Wow. Thì ok, thì mình nghĩ mình sẽ đi ngủ các bạn ơi. Đấy, tuyệt vời các bạn. Mình sẽ đi ngủ thôi. Đấy. Thì bạn nào có ý kiến gì về cái căn nhà của mình ấy, nếu mà bạn muốn mình sửa lại cái phần nào ấy thì cứ comment bên dưới video cho mình nha, để tập sau mình có thể sửa ấy. Và còn một ít chút thời gian thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm cái ruộng nha các bạn. Mình phải làm một cái ruộng nhỏ. Ok, sẽ làm cái ruộng nhỏ các bạn. Làm cái xô để mục nước. Đấy, một cái xô. Và mình sẽ nghĩ là mình sẽ đi chặt một ít gỗ nha các bạn. Đây, mình sẽ qua cái khu vườn này và chặt một ít gỗ nha các bạn ơi. Thì ok các bạn, thì mình đã chặt được 29 cục gỗ các bạn ơi. Và mình nghĩ là mình sẽ xây một cái ruộng kế bên cái nhà mình luôn nha các bạn, nằm bên đây nha các bạn ơi. Đấy, mình sẽ đi múc một ít nước nha. Đấy, một ít nước và dập những cái cỏ này. Wow. Đấy, mình sẽ xây một cái ruộng nhỏ thôi, một cái ruộng tạm thời nha các bạn ơi. Và tập sau mình sẽ nâng cấp cái ruộng mình lên. Đấy, sẽ như wow, cái nhà mình nhìn từ xa cũng ha đẹp các bạn ơi. Từ từ mình sẽ trang trí thêm các bạn. Đấy, mình sẽ xây một cái ruộng giống hệt văn này các bạn ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nha các bạn ơi. Cần 9 ô thôi. 4 5 6 7 8. Ấy nhầm các bạn ơi. 9 nha các bạn. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9. Ấy. Ô, lại thiếu một cục các bạn ơi. Thì mình nghĩ chặt luôn cái cây này các bạn ha. Không thể tin được là thiếu luôn ấy. Đấy, thì mình sẽ chặt luôn cái cây này các bạn ơi. Đấy, thì mình sẽ làm cái ruộng rất là giống dân làng luôn nha. Và mình sẽ lên trên và lấy một ít đất ấy. Đấy, sẽ lấy ít đất nha. Mình sẽ lên đây và lấy một ít đất nha các bạn.
mình nghĩ là trong room của mình á thì tập trước mình là cũng đã có đào một ít đất ấy, hy vọng là sẽ còn nha các bạn. Ô, chỉ còn hai cục đất thôi bạn ơi. Mình nghĩ là mình sẽ lên đào một ít đất nha các bạn. Thì ở xung đây, xung quanh đây á đất rất là nhiều luôn, mình sẽ không sợ tốn đất các bạn ơi. Mình sẽ xuống đây và đào một ít đất nha. Mình sẽ đào ở trên đây đi. Thì có gì ở tập sau mình sẽ có gì xây ở trên này nha các bạn. Sẽ đào một ít đất khu này các bạn ơi. Cái đây là cái hông bông gì các bạn ơi, thanh cúc các bạn ơi, lần đầu tiên mình thấy cái bông hoa này luôn các bạn. Wow. Thì ở bản 1.15 mới cập nhật nhiều cái mới quá các bạn ơi, thì mình đó giờ ít chơi sinh tồn ấy, rồi mình cũng không biết là có những cái này. Có cả một cái hang các bạn ơi. Đang phải cái hang các bạn ơi, đây là chỉ là một cái đường cục thôi các bạn. Thì cái phiên bản này á mình chắc là mong là tìm sẽ tìm được những chú ong các bạn ơi. Thì đó giờ mình chơi sinh tồn mà chưa bao giờ mình gặp được những con ong luôn các bạn, rất là tiếc luôn. Để mình nghĩ là mình đã đủ rồi các bạn ơi. Về nhà và trồng thêm cái vườn hoa. Đấy, và mình sẽ làm một cái cuốc nha các bạn, một cái cuốc, đấy, cuốc bằng đá luôn đi. Mình sẽ đổ nước vào. Đấy, thì ở gần nhà mình có một cái hồ nước luôn, rất là tiện nha các bạn. Đấy, rồi mình sẽ cuốc nha. Đấy, thì lần đầu tiên quanh bê làm nông nha các bạn. Mình cứ đặt lượng cái này vào các bạn ơi. Đấy, wow, tuyệt vời các bạn ơi. Thì mình nghĩ là mình sẽ lên và lấy một ít hạt giống ở trên đây mình đã chuẩn bị sẵn các bạn ơi. Lần trước mình đã có chôm một ít hạt giống của dân làng ấy, mình sẽ lên và lấy những hạt giống này. Mình sẽ lấy, mình sẽ cắt bớt này, cắt bớt những thứ này đi, hiện tại nó không cần thiết ấy. Mình sẽ lấy một ít hạt giống nha, cà rốt này, lúa mì này, mía, hạt củ dền, khoai tây các bạn ơi. Thì mình rất là ít khoai tây luôn các bạn. Mình sẽ xuống trồng nha các bạn ơi. Thì những cái hạt này mình sẽ không ăn nha các bạn, mình chờ nó sẽ rất là nhiều ấy, mình sẽ ăn. Đấy, thì chỉ là trồng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. Ok, thì mình còn mặt còn lại thì mình sẽ trồng lúa nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, và hạt củ dền và khoai tây nha các bạn. Hạt củ dền và khoai tây mình có rất là ít, và còn lại chắc là nghĩ là sẽ trồng lúa mì các bạn. Wow, còn mía thì mình nghĩ trồng đây luôn các bạn ơi. Wow, khá thuận lợi luôn. Wow, trồng mía đây luôn. Khá thuận lợi luôn các bạn ơi. Thì ok, thì trong tập này mình đã xây được một cái căn nhà như thế này các bạn ơi, một cái căn nhà mini nha các bạn, một căn nhà cực kỳ nhỏ luôn. Nhưng mà mình chắc là kỳ công trong cái căn nhà này luôn các bạn ơi. Và xây được một cái ruộng tạm thời như thế này nha các bạn ơi. Thì ok, thì mình nghĩ video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ơi. Thì bạn muốn mình làm gì trong tập tiếp theo ấy, thì đừng quên comment bên dưới nha. Thì trước khi kết thúc video thì mình mong các bạn để lại mình một like, một đăng ký và chia sẻ video của mình lên trang mạng group nha các bạn ơi. Bye bye.